Kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo thời tiết. Trước khi đến với phần dự báo chi tiết, mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn tỉnh Lai Châu. Trên sông Đà tại Pác Ma, trên sông Nậm Na tại Nậm Giàng, sông Nậm Bum tại Nà Hừ và sông Nậm Mu tại Ta Gia, mực nước dao động và biến đổi chậm theo điều tiết từ các hồ thủy điện. Dự báo cảnh báo trên sông Đà tại Pác Ma, sông Nậm Na tại Nậm Giàng và sông Nậm Bum tại Nà Hừ và sông Nậm Mu tại Ta Gia, mực nước tiếp tục biến đổi theo điều tiết từ các hồ chứa thủy điện. Khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm có thể xảy ra trong 24 giờ tới, không có khả năng xuất hiện. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế xã hội chưa có khả năng tác động. Chuyển sang phần dự báo chi tiết. Trời có mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, trong cơn dông đề phòng các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến từ 20 đến 36 độ, vùng núi cao là từ 18 đến 27 độ, còn độ ẩm là từ 35 đến 95%. Cụ thể tại khu vực thành phố Lai Châu, nhiệt độ dao động từ 22 đến 32 độ và độ ẩm là từ 35 đến 95%. Khu vực Mường Tè thì nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 35 độ và độ ẩm ở đây cũng từ 35 đến 95%. Khu vực Sìn Hồ thì nhiệt độ có vẻ thấp hơn một xíu, từ 19 đến 27 độ, độ ẩm từ 35 đến 95%. Than Uyên nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, độ ẩm ở đây cũng từ 35 đến 95%. Khu vực Đầm Dùn nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 35 độ và độ ẩm cũng là 35 đến 95%. Huyện Tam Đường nhiệt độ là từ 21 đến 35 độ, độ ẩm từ 35 đến 95%. Tại khu vực Tân Uyên thì nhiệt độ dao động từ 21 đến 35 độ và độ ẩm cũng 35 đến 95%. Cuối cùng là tại huyện Phong Thổ, nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 35 độ, độ ẩm ở đây từ 35 đến 95%. Vâng, trên đây là thông tin dự báo và cảnh báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin dự báo thời tiết lần sau.